cây nào cây bự mình cũng chiều gãy thôi, gặp vô miếng đất mình. Rồi đôi khi cái nó thấp quá cái mình kẹp vô bóp thì có nét mẹ có mẹ nào ở chợ nó nói cũng biết đi chỗ thuốc chỗ đó nó nhiều, tại vì là mấy linh coi á nó nát hết trơn rồi. Nhưng thôi chỗ ở xứ nào vậy cho biết chỗ đó đi, đặng đi xuống đặng nhổ rồi đặng Bạc Liêu nha, mốt loại ở Bạc Liêu. Đây nè, bây giờ Phúc Toàn xin ngắt lời cô với chú nè, là bây giờ là quý vị mà được cây thuốc là quý vị đừng có mang ơn Phúc Toàn với Tấn Anh với bé Chi, mà phải mang ơn cô Hai nè, cô Hai thứ hai không? Cô Hai với chú Năm. Là do cô Hai với chú Năm mà Phúc Toàn bữa nay mới có nhiều thuốc như thế này. Là quý vị cảm ơn cô Hai với chú Năm giùm Phúc Toàn đi, chứ Phúc Toàn là chỉ là gia công thôi. Còn cô Hai với chú Năm là mới ra của nè. Ủa, duyên lắm, dữ lắm đó, mới tới ra. Dạ. Dạ, tụi con, trời đất đưa đẩy mình tới đó. Dạ, bây giờ tụi con thay mặt mấy cô chú bị bệnh ở khắp phương ở Việt Nam nè, là cảm ơn chú Năm với cô Hai rất là nhiều luôn. Nói chung Lân Châu nó có nhưng mà chúc cho bà con về bố mau hết bệnh. Dạ, nhớ đắp thuốc này là quý vị nhớ niệm Phật nha. Cái này là thuốc hay là một, nhưng mà niệm Phật là hai. Hai cái đó hợp lại thì mới hết bệnh nghe cô chú anh chị. Cái chị này nè, cái chị này hồi chiều nè là do nhà của cô Hai không có nhà tắm, chị giúp cho mấy anh em là có chỗ tắm, có chỗ ngủ. Tối đêm nay là tá túc ở lại đây. Ở trong này nó giữa đồng sâu, không có nhà trọ để mướn mà ngủ. Em cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Công của chị cũng công đức vô lượng đó. Dạ. Dạ. Gì bà già? Cái quần của cái bộ đồ này thì đưa ông nội này bạn. Cái quần của bộ đồ này đưa ông nội này bạn. Có kìa. Cha không nghĩ vậy hỏi. Hồi chiều là anh em tụi em á là tính đi đi xong bây giờ liền. Nhưng mà không ngờ lỡ lại thành ra đứa nào cũng đâu có đồ đâu. Rồi cái ra ngoài chợ mua một đứa một bộ đồ thun cầu thủ nè. Bây giờ mặc đứa bộ nè, thấy thương không? Bây giờ quần của thằng này đưa cho thằng kia mặc, rồi áo của thằng này đưa thằng kia mặc. Con cũng cảm ơn chú Tư kìa, chú Tư. Chú cũng rất là nhiệt tình luôn. Nói chung là... Dạ. 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 10 điểm. Nói chung là tụi con là bái phục cô chú luôn đó. Thằng Minh Tiến hồi nào giờ nó ở kế nhà con chứ chưa bao giờ mà nó nhậu với con. Bữa nay là nó nhậu rồi nó hiểu anh em nó như thế nào rồi đó ha Minh Tiến. Không, bữa nay là đầu tiên là chở đi Phúc Toàn đi là tắm mương nha. Tắm biển không, bữa nay tắm mương rất là vui. Chỉ có đi với Phúc Toàn mới gặp mấy cái cảnh ngặt ngặt vậy đó. Không gì mà vui nha. Mấy anh qua bản tắm có hỏi ổng không, coi chừng qua tắm. Hồi chiều em với cô chú anh chị biết không? Em với bé Chi đi mua đồ cho mỗi một người bộ. Là cái tiền này là cũng cái tiền mà cô chú gửi giúp thôi. Là em mua cho ba thằng, mỗi thằng một cái quần chip với một bộ đồ. Còn cái con nhỏ này là hao nhất nè, là phải hai bộ. Khổ chưa cô chú anh chị. Em cũng thay mặt anh em ở trong nhóm là cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Em hỏi anh là anh có muốn cho em mặc một bộ được không? Thôi đi, mày một bộ rồi nó nơ thấy ghê lắm. Rồi bây giờ em thay mặt nhóm của tụi em với ông Năm, với ông Tư, với bà Hai, với cái chị gì? Chị thứ mấy? Chị thứ ba. Em cũng cảm ơn anh chị cô chú rất là nhiều. Với thay mặt cô chú anh chị ở đây với nhóm của em là cũng cảm ơn cô chú anh chị đã giúp cho tụi em kinh phí để ở lại đêm nay mướn thêm một ngày xe nữa. Để thu hoạch cây thuốc cho thiệt nhiều để gửi cho bà con cô bác ở khắp nơi ở Việt Nam của mình. Mà không phải Việt Nam không đâu, còn gửi hạt đi Mỹ nữa. Là rất là nhiều luôn. Rồi em cũng thay mặt cô chú anh chị ở đây chúc cho cô chú anh chị ở xa là xin được cây thuốc và hết bệnh nha. Tất cả mọi người nào mà đăng ký kênh với nhắn tin vô Zalo là Phúc Toàn sẽ gửi thuốc hết. Đợt này là nhiều dữ lắm rồi. Người mới người cũ gì cũng sẽ gửi, tại vì mấy cái cây cũ á, là em cũng đã nhận phản hồi của mấy anh chị là nó giống như là nó già quá, tại đợt trước là người ta nói là già quá không có cái lá để đắp. Là đợt này là quý vị yên tâm đi, Phúc Toàn sẽ gửi cho mỗi một người khá khá hết.
bán hàng rồi đó. Chiên chút đơn luôn. Chiên mà chiên mình kiếm mà được cái cây như này là không có lá thì mình cho cái cây đó. Dạ. Nào mình kiếm được mà cái cây mà nó non vậy thì mình cho cái cây như vậy. Dạ. Cái đợt nào có đợt nào rồi mình cho đợt đấy vậy à. Còn dạ. Năm nay là con chúc như anh em con chúc cô với chú là nếu như mà nhiều sức khỏe. Là mang phát tài. Có gì là cái mùa đông xuân nhà, cái, đúng chú. Nhà, mùa đông xuân tới là có thể là anh em tụi con tới đây nữa. Dạ. Rồi, con mà có đi ngang là ghé liền, không bao giờ mà quên cô chú. Là con thay mặt cho nhóm của con là chúc cho cô chú là nuôi dê chúng dê, nuôi bò chúng bò, làm lúa chúng lúa. Rồi. Sức khỏe là trường tồn luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, tụi em là xin kết thúc cái video này ha. Chúc cho anh chị cô chú ở xa nhận được cây thuốc và đắp hết bệnh, nhớ vái Phật trời nha. Là phải vái là Phật tổ, Phật thầy giúp cho con đắp cái cây này là cho hết bệnh. Thì như vậy mới hết nghe quý vị. Cái chị mà cho tụi em tắm nè là cũng công đức vô lượng luôn đó. Nói chung là chú Tư, chú Năm với cô Hai với chị là giống như là anh em của tụi con cũng có duyên, có phận với cô chú ở đây mới gặp nhau như vậy. Người ta nói là ăn một bữa cơm là cũng có duyên một kiếp, rồi nhậu một bữa nhậu là có duyên ba đời đó, chứ không phải chuyện bình thường đâu, chứ không phải khi không mà tự nhiên mình gặp nhau đâu. Rồi, thay mặt anh em cảm ơn cô chú và chúc cho mấy cô bác ở xa mà nhận được cây thuốc thì đắp mau hết bệnh nha. Rồi, con chào tạm biệt cô rồi, chú. Bye bye. Sao sám bảy sao? Sám bảy mãi đến. Tụi em là dân An Giang nên bản số sám bảy thành ra sám bảy mãi đỉnh. Ông thầy ơi nói tiếng ông thầy. Ông thầy. Ông thầy. Sám bảy. Ông chánh mãi đỉnh.